chống ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết toàn cầu. Do vậy, năm nay, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã phát động Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Bất cứ ở đâu có hoạt động sống của con người thì ở đó có rác thải nhựa. Hàng năm trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, ít hơn 10% được tái chế. Khoảng 19 đến 23 triệu tấn thải ra sông, hồ, biển và ước tính mỗi năm trên hành tinh có thể phải tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Bình quân một ngày lượng rác thải của tỉnh ta từ 350 đến 400 tấn, trong đó rác thải nhựa khoảng 10%, 30 đến 42 40 tấn rác thải nhựa một ngày. Để bảo vệ môi trường, tỉnh Hà Nam đã phát động toàn dân hưởng ứng tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023. Thực hiện nhân rộng mô hình hiệu quả trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Tỉnh cũng chỉ đạo mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất một mô hình cụ thể về chống ô nhiễm nhựa hiệu quả. Nhà mình thì có là phân loại làm hai loại, thì là một loại là phân loại là vô cơ, thì là để dồn vào túi bóng để cho môi trường họ mang đi họ dọn vệ sinh, còn phân loại rác thải hữu cơ thì là dồn vào một túi bóng để là hàng ngày là cho có ao để là quảng ao cho cá ăn để cho sạch sẽ cảnh quan môi trường. Cái việc phân loại rác thải sinh hoạt thì cũng là một cái việc làm rất là tốt, rất là hiệu quả về công tác vệ sinh môi trường. Nếu mà làm đảm bảo được chuẩn tất cả các công đoạn, từ công đoạn là phân loại của các cái hộ gia đình nhà dân đến công tác thu gom, công tác vận chuyển và công tác xử lý, thì cơ bản đến thời điểm này thì cái công tác phân loại các cái rác thải về vô cơ và rác thải hữu cơ là hiện nay cũng chưa được thực hiện. Thực tế ở Hà Nam đã xây dựng các mô hình hiệu quả về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Hầu hết rác thải nhựa trong sinh hoạt đã được người dân thực hiện phân loại, tái sử dụng như chai, lọ nhựa được thu gom, bán cho các đơn vị tái chế. Phần còn lại được thu gom cùng các loại rác thải sinh hoạt khác, đưa về các nhà máy xử lý bằng phương pháp đốt. Trên địa bàn tỉnh hiện có một số đơn vị tái chế rác thải nhựa làm nguyên liệu sản xuất, như công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vũ Gia, công ty cổ phần Nam Vang, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa CPI Việt Nam, công ty cổ phần xi măng Vinsem Bút Sơn thực hiện đồng xử lý chất thải, thu hồi nhiệt phát điện. Vinsem Bút Sơn đang đồng xử lý chất thải với công suất là đối với chất thải làm nhiên liệu thay thế thì khoảng từ 400 đến 500 tấn một ngày. Và đối với bùn thải làm nguyên liệu thay thế với lượng khoảng 500 tấn một ngày. Tỷ lệ rác thải nhựa trong cái nhiên liệu thay thế thì đang chiếm khoảng 50% trong tổng khối lượng chất thải sử dụng. Việc xử lý cái rác thải đã giúp giảm cái sử dụng cái tài nguyên không tái tạo, và qua đó là giảm cái phát thải CO2. Thì mỗi năm Vinsem Bút Sơn là có thể giảm được 339.000 tấn CO2 phát thải ra ngoài môi trường. Công ty có cái lò đốt rác công nghiệp thông thường, thì toàn bộ cái rác thực công nghiệp thông thường đưa về nhà máy, kể cả rác thải nhựa lẫn thì công ty sẽ đưa vào để đốt. Thành phẩm cuối cùng ra nó thì là ra cho xỉ. Kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa để hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, bởi lẽ hậu quả đến từ rác thải nhựa là rất nghiêm trọng. Nhựa dùng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe, gây ô nhiễm môi trường nặng nề, không chỉ hủy hoại tự nhiên mà còn hủy hoại chính sự sống của con người. Rác thải nhựa khi mà phân hủy thành những cái mảnh vi nhựa thì cái mảnh vi nhựa này nó sẽ xâm nhập vào đất, vào nước, vào không khí, vào thức ăn, và khi chúng ta tiếp xúc và chúng ta ăn phải cái những thức ăn mà nó chứa những cái mảnh vi nhựa này thì nó sẽ có tác hại rất lớn đến cái sức khỏe của con người. Khi chúng ta xử lý rác thải nhựa bằng cách đốt ý, thì trong quá trình đốt rác thải nhựa thì nó sẽ sinh ra những cái khí như là dioxin và furan, và những khí này thì nó ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp và có cái tăng cái khả năng mắc các bệnh về ung thư.
Để giải quyết được vấn nạn rác thải nhựa, phải đi từ căn nguyên, khởi đầu là của rác thải nhựa. Nếu không dùng các sản phẩm từ nhựa nữa thì chắc chắn sẽ không thải ra rác thải nhựa. Vì thế mọi người cần thay đổi thói quen sử dụng chế phẩm từ nhựa, thay vào đó hãy sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Thực hiện các nghiêm các quy định của luật môi trường năm 2020 và tuyên truyền cho cán bộ đảng viên nhân dân chúng ta thực hiện tốt các cái quy định của pháp luật về môi trường, đặc biệt là cái nghị định số 45 về các cái quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, tăng cường khuyến khích các cái cơ quan đơn vị và người dân hạn chế sử dụng cái sản phẩm nhựa một lần, thế là tập trung cái việc thu gom, phân loại và tái sử dụng cái sản phẩm nhựa. Với quan điểm phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, Hà Nam tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, ưu tiên thu hút doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, có công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải, trong đó có tái chế chất thải nhựa, tăng cường công tác bảo vệ môi trường gắn với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.